Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã chính thức triển khai quy trình thí điểm về nghiệp vụ hải quan sử dụng siêu định vị điện tử nhằm chủ động ngăn chặn hành vi gian lận. Theo quy trình này, mô hình hệ thống giám sát siêu định vị điện tử bao gồm Trung tâm giám sát siêu định vị điện tử tại Tổng cục Hải quan đặt tại Phòng giám sát hải quan trực tuyến do Cục điều tra chống buôn lậu quản lý, thời gian hoạt động là 24 trên 7, thời gian thí điểm áp dụng đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Trung tâm giám sát siêu định vị điện tử tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố đặt tại phòng giám sát quản lý về hải quan hoặc phòng nghiệp vụ hoặc đội kiểm soát hải quan, phòng giám sát hải quan trực tuyến do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quy định, thời gian hoạt động 24 trên 7. Trạm giám sát siêu định vị điện tử được đặt tại các tri cục hải quan để thực hiện nhiệm vụ giám sát, thời gian hoạt động 24 trên 7, đảm bảo việc giám sát trực tuyến quá trình vận chuyển của container, phương tiện vận tải có gắn siêu định vị điện tử. Các dữ liệu giám sát được lưu trữ trên hệ thống quản lý siêu định vị điện tử là cơ sở để xem xét xử lý các vụ việc có liên quan. Đồng thời, hệ thống có các mức độ cảnh báo bao gồm cảnh báo rủi ro cao, cảnh báo rủi ro trung bình và cảnh báo rủi ro thấp. Qua đó, cơ quan hải quan các cấp sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tương ứng. Theo Tổng cục Hải quan, việc lựa chọn đối tượng gắn siêu định vị điện tử dựa trên danh sách container phải niêm phong hải quan, danh sách tờ khai vận chuyển độc lập, tờ khai vận chuyển kết hợp từ hệ thống nhiệm vụ hải quan e-custom được chuyển sang hệ thống siêu định vị điện tử.